Trọn Hương Cần Thơ mời bà con cùng Tuấn cho Trọn Hương ăn nha. Đây là cá rô phi. Cá này thì răng lưới, Tuấn đặt những người ta răng lưới á, xong người ta làm sạch thì người ta giao tới mỗi lần 40-50 kg này. Cá rất là tươi. Rồi sau đó là về thì chỉ có rửa sạch thì cho trộn ăn thôi. Đó, thấy mùi cá là nó nhao lên rồi. Đây là còn đây này. Đó. Đây. Đó. Cá nó hơi to. Đây. đòi ăn miếng nữa. Ở đây thì Tuấn nuôi con Trọn Hương nó thon dài như này này, chứ không để mập. Thường ngày thì cũng đi khá nhiều cho nên là có những ngày Tuấn cho ăn có một bữa. Đó. Đây, cho em này. Đấy. Đó, ăn lắm. Đó. Đó nha, nói là cho cả nhà cùng xem con Trọn nha. Cho nó ăn cá sống như này nó rất là sung, nhanh nhẹn lắm. Ăn dứt khoát luôn. Đối với Trọn lớn thì gần như Tuấn cho ăn hoàn toàn là cá sống. Ít chuối đó. Đó, nó đòi nhào rồi. đòi nhào ra đòi miếng cá nữa đó. Đấy bà con thấy không? Ăn cá sống là nó rất là sung luôn. Đó. Háu ăn lắm, đòi nữa đó. Rồi dành những nữa đó, xít nữa thì nó táp vào tay mình. À. Đối với Trọn lớn thì Tuấn cũng hạn chế cho ăn chuối, đa số là cho ăn cá sống, bữa thì cá rô phi, bữa thì cá chê, rồi các loại cá trắng cho ăn rất là phong phú luôn. Rồi đôi khi nó là phổi heo này, con nào mà hơi gầy ốm thì Tuấn mua thêm cổ gà luộc lên cho ăn. Trọn lớn như này thì kể cả trọn đực nhảy hay là trọn cái mang bầu hay là đang trong giai đoạn lên giống thì nó rất là sung. Đó, nhiều người phải mua cái này cái kia cho ăn nó hơi lu bu rắc rối. Tuấn chủ yếu là hai loại cá chủ lực là cá chê với cá rô phi, cứ đổi bữa liên tục thôi, chứ còn cũng không có luộc hoặc vịt lộn lên, bởi vì mình nuôi nhiều mà cho ăn hoặc vịt lộn phải máng dĩa các thứ, đến lúc mà cho ăn xong lại phải mất công rửa máng dĩa phức tạp lắm, nên là mình không chơi kiểu đó. Khi mà bà con đến với trang trại của Tuấn thì nói chung là ở đây là mình sẽ hỗ trợ về cái vấn đề là kỹ thuật nuôi trong suốt quá trình, cái nữa là đảm bảo cái nguồn con giống sạch bệnh. Những con Trọn nó thon dài, nhanh nhẹn thì
con cá nuôi tròn nó rất là tốt. Với cái nữa là cái quan trọng ở đây ấy, là về cái kỹ thuật nuôi, và khi mà nó có bệnh chẳng hạn thì đâu là những cái thuốc tốt nhất để điều trị cho nó, cái đấy là quan trọng lắm. Rồi ví dụ như là kỹ thuật phối giống này, chăm sóc tròn dương bầu đẻ, rồi chăm sóc tròn dương baby, thì bà con nên gửi gắm vào những cái người có kinh nghiệm nuôi lâu năm ấy, thì chúng ta mới thành công được, chứ không phải là như những con vật nuôi khác mà chúng ta mua về rồi chúng ta một mình chúng ta vừa học vừa rút ra cái kinh nghiệm, không phải như vậy đâu. Đôi khi có những bà con khi mà mua con tròn hương về đó rồi phối không đạt, bởi vì nhiều khi chúng ta mua theo cặp, con tròn cái nó lên giống sớm, đến lúc thì con đực nó không phối được, chưa biết phối. Đấy, là như vậy thì chúng ta lỡ rất nhiều đợt mà nó lên giống. Và đặc biệt qua thực tế Tuấn đi nhiều bà con mua con tròn đực rất là nhỏ, nó có khi là nhỏ hơn con cái, thì như vậy chúng ta thấy thể trạng như thế làm sao mà nó phối được. Với cái nữa là con đực nhìn nó phải nhỉnh hơn con cái, ít ra là nó cũng phải khoảng hơn cái khoảng nửa ký. Bởi vì chúng ta thấy là gì, con đực chân nó cũng lại phải cao nữa, nó phải bước người con cái đúng không ạ, để nó phối như vậy nó mới ở cái tư thế chắc chắn. Chứ nhiều khi ví dụ gặp con cái mà nó to quá, nó dữ quá thì con đực nép vế, hoặc là ngắn đòn quá thì nó chỉ cần đẩy nhẹ cái con đực lăn ra, như vậy là phối không thành công đó. Cái điều đấy là rất là quan trọng. Thế thì trong quá trình mà chọn giống ấy, chúng ta phải chọn những con tròn đực lớn tháng tuổi hơn, ít nhất là phải có 7 tháng. Một con đực trong quá trình lên giống, từ lúc mà nó sinh ra đến nó lên giống phối đạt ấy, thì nó phải trên 2 năm đó. Thế còn con cái thì từ lúc sinh ra đến lúc nó lên giống thì nó tầm khoảng 10 đến 12 tháng. Chế độ dinh dưỡng tốt thì có những con 9 tháng là lên giống. Thì như vậy chúng ta thấy là nếu như chúng ta mua theo cặp thì con tròn cái nó lên giống thì con đực đâu đã biết nhảy được đúng không ạ? Cho nên là nhiều khi chúng ta nuôi không thành công như vậy. Và theo Tuấn thì nói chung chúng ta nuôi ấy, cũng cần phải đầu tư nó cũng ở mức gọi là chấp nhận được. Chứ còn nhiều khi chúng ta nuôi có 2-3 con dòng giã suốt một năm như vậy đó, không đạt xong bắt đầu là chúng ta sẽ cảm thấy nản chán, bởi vì cái nguồn thu từ con tròn chưa có đó. Bên cạnh đó nhiều khi lại bị tác động từ gia đình người thân chẳng hạn, đâm ra là chúng ta cảm thấy là nuôi con này nó không đem lại cái tác dụng về phát triển kinh tế đó. Thì đó là một số các cái chia sẻ với bà con mới khởi nghiệp nuôi con tròn hương. Chúng ta có một số các cái nhận định như vậy. Thì video này xin được kết thúc ở đây nhé. Hẹn gặp lại bà con trong các cái video sau.